Xin chào mọi người đã đến với kênh Làm Sao Biết Được TV. Mọi người càng xem chia tay thì chụp ảnh cho mình hình hai bàn tay, cố gắng chụp để liên rõ được các đường chia tay. Thứ hai nữa, mọi người gửi thêm về thông tin giờ sinh, ngày tháng năm sinh, mình sẽ kết hợp cả hai yếu tố vừa với chia tay cũng như tử vi để xem cho mọi người. Mọi người có thể kết bạn Zalo, số điện thoại của mình để trong phần nội dung của video này. Hôm nay video mình giới thiệu về ngôi sao Đào Hoa và Hồng Loan. Hai ngôi sao này thể hiện về sự cuốn hút, sự thu hút đến người khác giới. Đào Hoa thì nó sẽ thể hiện hình tượng bên ngoài, thu hút bên ngoài, mà sắc diện đẹp, mặt mày đẹp đẽ, và là cuốn hút đến người khác giới. Hồng Loan thì nó thể hiện vào bên trong về những cái tài năng thầm kín bên trong và có cuốn hút người khác sẽ nhìn vào bên trong, có gọi là cái tài ẩn bên trong. Thì hai ngôi sao này đều mang đến sự gọi là sự cuốn hút từ khắc giới, cho nên cái văn liên quan đến việc tài lộc, công danh thì thường thường sẽ người khắc giới mang dễ dàng mang đến, sẽ tạo điều kiện cho có tiền bạc. Tuy nhiên cũng sẽ dễ gặp rắc rối liên quan đến cái sự là khắc giới này, sự đào hoa này. Còn vì nó mang tính đào hoa cho nên là nếu như mà đồng cung với lại những con đào hoa ví như là liêm trinh thì tăng thêm cái vấn đề là đào hoa tinh lên. Nặng về cái tính là nam nữ. Rồi con tham lam cũng vậy, nó cũng gọi là con đào hoa sắc. Con này cũng về tham về tình ái, hay là con mọi người thấy là đồng cung với lại con thái âm hãm địa thì hay đa tình, hay là con thiên đồng, vì thiên đồng cũng hay xiên về ăn chơi, cho nên là mình gặp những con đó thì nó bị xấu ha. Rồi hoặc là đồng cung với những con mọi người thấy là đồng cung với sao thai. Sao thai thì nói về quan hệ nam nữ, mà có đào hoa vào thì đào hoa Hồng Loan đi vào thì nó cũng tăng thêm cái về cái mối quan hệ nam nữ ngò ha. Rồi thứ hai nữa gặp con thiên diêu cũng vậy. Thiên diêu thì nói về chơi bời thì quan hệ đến nhiều người tùm lum tùm la đó, kiểu như vậy. Rồi con mục dục, rồi con hoa cái cũng vậy, nó thì tăng về tính dục, tăng về tích sẽ diện người bên ngoài. Rồi nếu mà đồng cung với con thiên mã thì người này trong chuyện tình ái hay thay đổi, vì thiên mã là thay cũ đổi mới, cho nên nó cũng ảnh hưởng rất là nặng nề. Rồi hoặc là con trường sinh đế vượng thì nặng về tình ái, và cái việc này nó sẽ cũng mang đến việc mất tiền bạc. Và đặc biệt hơn là nếu như nó đồng cung với lại những con kình dương đà la, hỏa tinh lên tinh, hay địa không địa kiếp, hay là con hóa kỵ thì nó cũng mang đến những cái điều xấu trong cái quan hệ nam nữ, thì những con đào hoa này nó cũng ảnh hưởng. Con đào hoa này mà nếu như mà nó con riêng con đào hoa mà nó tại mệnh mà nó có con hóa lộc vào thì người nam có thể kinh doanh những cái ngành giải trí liên quan tới phụ nữ để kiếm tiền, để phát lộc về cái vấn đề này. Nhưng mà nữ giới mà nếu có con đào hoa mà gặp con hóa lộc thì hơi bị gọi là ảnh hưởng đến việc tình ái, thì vì cái việc tiền bạc này nó dựa vào cái sự đào hoa, mà đào hoa này nó liên quan đến khắc giới, cho nên là dễ ảnh hưởng là cuộc đời, hay là gọi là không có ổn định trong cái việc hạnh phúc. Còn Hồng Loan thì nó thể hiện về mang đến sự nổi tiếng, người tài mệnh thì nổi tiếng, thứ hai là mang đến hạnh phúc, cho nên thường thường mọi người sẽ thấy là đối cung của con Hồng Loan luôn luôn có con thiên hỷ, cho nên những cái niên hạn, những cái lưu niên mà mọi người sẽ thấy nó có con Hồng Loan thì thường thì sẽ gái gọi có cái điểm phúc về, kiểu như là sẽ có gia đình mới, hoặc là cuộc đời người này sẽ báo hiệu là trong giai đoạn này là sẽ có một đối tượng khác giới, đối tượng khác giới về mang đến cái việc hạnh phúc, vì con Hồng Loan hay thiên hỷ đối diện trong cung này nó mang đến cái việc hạnh phúc. Nhưng mà trong cái con Hồng Loan hay là con đào hoa không thích hợp với lại con địa không địa kiếp nha, đặc biệt là Hồng Loan hay là đào hoa thì nó ghi gặp địa không địa kiếp, thì cũng như là mọi người sẽ thấy gặp địa không thì giống như là đang nửa chừng vậy đó, cuộc tình duyên đang nửa chừng thì đứt cánh nửa chừng. Còn con địa kiếp thì kiểu như là mơ mơ màng màng, giống như mình đang đi trên nước vậy, nó không có ổn định, đang bay trên không, bị đứt đoạn lúc nào không hay. Riêng phụ nữ thì khi mà gặp vấn đề này, phụ nữ phụ nam cũng vậy, mà nếu như gặp trong việc tình ái, gặp địa không địa kiếp đó, thì hay bị lừa trong việc tình ái, và chỉ là bị lừa
tuy là mình lừa bị người khác lừa dùng đó, thế nhưng mà vẫn cắm đầu vào, vẫn tin vào, không có nhận ra được đâu là đúng đâu là sai, vẫn cuốn vào đó, cho nên là rất là xấu. Rồi con đào hoa hồng loan này mà hồng loan mà gặp hoắc kỵ thì cũng không hay ha. Thì đôi lúc những cái lời nói của bản thân ấy, thì cái ngày mà có một người sẽ thấy là có làm cho con chính tinh tại vị trí mà có hoắc kỵ thì dễ gây ra cái việc lời nói làm ảnh hưởng đến người khác. Và con hồng loan gặp con địa không địa kiếp mà gặp con gọi là con sông hao, đại hao tiểu hao, thì nhớ trong những ngày này, những cái lúc này thì để ý kẻo mất mát tiền bạc. Kẻo mất mát tiền bạc là sao? Bị người ta trộm cướp đi, bị cướp giật mất đi tiền bạc, nhớ cẩn thận trong giai đoạn này. Nói chung là đào hoa thì hồng loan là những thể hiện là cái dấu hiệu là sớm, cho nên là khi tại mệnh thì cũng thể hiện là sớm trong chuyện tình duyên và có tài. Thì con hồng, con đào hoa thì thường nó sẽ nằm ở vị trí là Tý Ngọ và Mão Dậu, tại Tý, tại Mão, thì tại Mão thì nó đẹp hơn. Tại Mão này giống như buổi sáng, buổi trời là mặt đèn nó sáng sủa, cho nên là tại vị trí này thường thường là người phụ nữ mà có vị trí cũng mệnh mà có con đào hoa tại cư Mão thì rất là sáng, rất đẹp, gọi là người đẹp, sắc nước thiên hương á, rất là đẹp và cuốn hút đến người khác, là gọi là cuốn hút bên ngoài. Còn những người mà thường thường mà có đào hoa mà nó nằm ở tại vị trí cung Tý thì ban đêm thì hoa nó cũng đẹp, nhưng mà thường thường là có duyên ngầm, cái gì thì gọi là duyên ngầm phía trong. Còn tại Bí Ngọ và mà Tý Dậu thì hai vị trí này nó cũng hơi bị kém, cho nên là cần phải tuần triệt đi lên tốt thì mới tốt được ha. Những người có tại mệnh mà có đào hoa hay hồng loan thì thể hiện là tình yêu sớm, nhưng mà những người này con đào hoa hồng loan này nó sẽ gọi là bị khắc chế bởi những con giống như tử phủ, tử vi thiên phủ, thì người này sẽ đoan chính hơn, không có đào hoa, không có lăng nhăng, hoặc là người sẽ thấy là nó có đồng cung công thiên hình. Công thiên hình nó cũng làm cho người này đoan chính, và có ăn quan thiên quý cũng vậy. Tại mệnh mà có mọi người sẽ thấy những con này nó đồng cung vào thì người này sẽ không đào hoa, không có lăng nhăng, tuy là có sự cuốn hút, vẫn gọi là sao, vẫn cuốn hút đến người khác, nhưng bản thân người này rất là đoan chính, sống rất rõ ràng minh bạch. Hoặc là mọi người sẽ thấy là có con thiên đức, tứ đức, thiên đức nè, nguyệt đức nè, long đức, phúc đức, những cái gọi là tứ đức này nó sẽ cũng cách kìm hãm được đi cái tính của là đào hoa, gọi là tính gọi là ong bướm của con đào hoa này. Và hoặc là tuần triệt nó cũng đi, cũng có thể là kìm hãm được cái bản chất đào hoa đi ha. Đào hoa này thì mọi người cũng biết là tại các vị trí liên quan đến cung tài, cung quan, hay là cung nô hay cung di, tại vị trí này là gọi là có sự đi ra ngoài, đi làm ăn thì sẽ được người khác giới, và có sự dễ dàng trong cái công danh làm ăn, gì có tiền có bạc, được người này kia người giúp. Nhưng mà thì vị trí này, tại vì mọi người sẽ thấy là vì nó là đào hoa liên quan đến khách giới, cho nên là dễ bị dính, dễ dính liên quan đến việc là nam nữ tình ái. Cho nên là khi mà người thấy nếu mà đồ có đồng cung với lại những cái ngôi sao mà như mình vừa nói ha, ngôi sao về tình ái cộng thêm thì nó sẽ tăng thêm về cái tính đào hoa, tăng thêm về cái mối quan hệ nam nữ, tăng thêm về cái tình cảm, tăng thêm về cái dục, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái đời sống. Tuy là nó sẽ là gọi là mang đến cái tài lộc, được người khác giúp đỡ, đặc biệt là người phát giới, tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Người mà có đào hoa tại cung nô hoặc là cung mọi người sẽ thấy là hoặc là cung phu thê thì tất nhiên là không phải là người này gọi là có cái đào hoa, người khác tại vị trí đó, nếu mà nó có những đồng cung với những cái cung là liên quan đến triệt, gọi là kìm hãm đến cái gì đào hoa, thì người này vẫn là liêm chính bình thường. Còn nếu như mà nếu đồng cung thêm với những ngôi sao mà liên quan đến sắc giới hoặc là những cái ngôi sao mà về cái tình ái thì càng tăng thêm. Nói chung là tùy theo cái vị trí mà mọi người thấy là con đào hoa nó nằm thì thể hiện là tại vị trí cái cung đó,
sẽ được nhiều người gọi là người khác giới, là nó người ta sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên cái việc người này có đào hoa hay không nó phụ thuộc vào sự đồng cung với những câu ngôi sao khác, mà ngôi sao khác nếu như mà nó liên quan đến gọi tình ái tự đào hoa nữa thì tăng thêm. Còn nếu như mà nó kìm hãm, ví dụ như con thiên phủ tử phủ ha, tử phủ hay là những con ăn quan thiên quý hay là những ngôi sao về thiên hình như vậy thì nó sẽ cắt đi, giảm đi cái vấn đề tình ái, giảm đi bên đào hoa, thì người này vẫn là liêm chính, rất là đàng hoàng trong cuộc sống. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thấy hay và hữu ích, xin cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào và cảm ơn mọi người.